nhân. Bây giờ là 12 giờ. Anh với Hấu 10 giờ lên giường ngủ. 11 giờ anh dậy và anh đòi chơi. Hả? Đồng hồ đằng kia 12 giờ. Dân. Vì ban đêm ảnh hay cào mặt, cào mũi, cào mắt, các thể loại cào. Cho nên là dù đã 4 tháng mấy, 5 tháng, gần 5 tháng rồi, còn vài ngày nữa 5 tháng rồi, nhưng mà anh bị phạt bắt đeo bao tay ban đêm. Này, dưa hấu sẹo. Anh rất phấn khích với trò chơi máy bay. Mắt thì rất là đờ. Bụng thì bụng no rồi. Chập chập lưỡi mới chịu. Thắc mắc sao anh có thể biết được rằng đi hay ngồi. Giờ ngồi võng nha. Giờ thử ngồi võng nha. Dân khuôn mặt anh đòi đi. Dù đi trong phòng cũng được, phải đi. Đi cho bằng được. Giả bộ giờ ngồi võng nè, thí dụ như là ảnh đòi là khung cảnh di chuyển đúng không? Giờ giả bộ ngồi võng nè, đung đưa nè. Cũng là có đung đưa người. Nhưng mà các bạn hãy chờ xem. Xem ảnh có phát hiện ra không? Là gì trôi qua? Chắc cũng đồ đưa anh kèo. Có vẻ như anh ấy cũng thấy đung đưa đó, cũng nhiều chuyện đó. Ồ, hôm nay anh ấy chấp nhận ngồi võng à? Mắc đờ rồi. Để zoom lên, để zoom lên. Rồi rồi, anh đã phát hiện ra. Rồi đó, anh chập chập lưỡi, anh đã phát hiện ra rồi. Đó, đó, các bạn thấy không? Dù là người có rung lắc, nhưng mà ngồi một chỗ là anh cũng không chịu. Chưa có sự phản kháng gọi là mạnh mẽ. Bắt đầu mạnh mẽ hơn. Bạn dưa hấu là một em bé ngoan, rất chăm tập thể dục, bú no là sợ Béo phì. béo phì cho nên là phải dậy tập thể dục. Bạn ấy đang tập trung vô cái cục đưa và mắt bạn ấy đang đờ lên để zoom to lên chỗ mắt bạn ấy. Mém ngủ, mém ngủ, mém ngủ, cố lên. Đang chập chập. Người ta nói con là di truyền trí thông minh từ mẹ. Giờ mẹ thông minh thế này cho nên là con như thế đấy đấy. Rồi bạn ấy đã phát hiện ra. Đã không chịu rồi.
phải đeo bao tay cho bạn, tại vì không là bạn sẽ nắm bao tay, kéo, gỉ, chơi rách chơi vậy đó. Cào mặt, sẹo đầy mũi, làm hấu sẹo. Chơi máy bay nha. Coi còn sức chơi máy bay không? Dần vẫn còn phấn khích lắm. Vâng, khuôn mặt bao phấn khích luôn. Coi kìa cười. À, a hi hi, a hi hi.